Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng vừa ban hành kế hoạch số 05 năm 2022 về quản lý bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, thành phố Cần Thơ tổ chức rà soát lập danh sách thống kê người thuộc nhóm nguy cơ cao, hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ và phê duyệt danh sách nhóm nguy cơ mắc COVID-19 trên địa bàn. Áp dụng nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý theo dõi tình trạng sức khỏe, tình trạng tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, đảm bảo tiêm chủng đủ liều, tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại cho người thuộc nhóm nguy cơ đã tiêm đủ liều. Đồng thời rà soát lập danh sách tổ chức tiêm chủng đầy đủ cho những người sống chung gia đình với người thuộc nhóm nguy cơ. Người thuộc nhóm nguy cơ và những người sống chung trong gia đình cần biết cách tự theo dõi sức khỏe, thực hiện tốt thông điệp 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, hạn chế tụ tập và đến nơi tập trung đông người trong trường hợp không cần thiết. Thông báo với cơ sở y tế để được xét nghiệm chẩn đoán điều trị sớm. Khi có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, tức ngực, khó thở, đau mỏi người, mệt mỏi, mất vị giác, mất khứu giác, v.v. thì liên hệ ngay đến số điện thoại đường dây nóng của trạm y tế, sở y tế hoặc mạng lưới thầy thuốc đồng hành 0292 1022 nhánh 3. Đồng thời tiến hành khai báo theo đường link theo dõi tại nhà.cườngthơ.gov.vn.